Em Việt Cường xin chào các bác. Chào mừng các bác đến với kênh mua bán xe cũ xe nướt đã qua sử dụng của em Việt Cường. Thì ngày hôm nay là ngày 15 tháng 9 năm 2023, em Cường xin phép giới thiệu các bác về một sản phẩm nhà Hyundai, đó là chiếc Hyundai Elantra sản xuất năm 2021 các bác nhá. Ở thời điểm 2021 thì chiếc xe này bán doanh số ra thị trường rất là ít vì cái giá của nó khá là cao, 747 triệu. Nhưng mà hiện tại đến bây giờ các bác nào đang yêu thích Elantra đó thì có thể là nán lại xem chiếc xe có màn nhỏ của em Cường nhá. Tại vì giá của chiếc xe này em Cường đang bán xe cũ xe nướt đã qua sử dụng là hơn 500 triệu một xíu thôi. Các bác nào mà đang muốn mua xe, bán xe hay đổi trả xe thì có thể liên hệ ngay với em Cường với số điện thoại là 0964 770 828. Em Cường có địa chỉ tại số 5 đường Trần Vị, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Các bác nào đang yêu thích chiếc xe này là chiếc Hyundai Elantra bản 2.0 sản xuất năm 2021 thì các bác xem hết video của em Cường qua màn ảnh nhỏ các bác nhé. Em Việt Cường xin phép giới thiệu với các bác trước mặt chúng ta đây là chiếc Hyundai Elantra sản xuất năm 2021. Chiếc xe là phiên bản 2.0 các bác nhé. Ở thời điểm 2021 thì bỏ ra hơn 700 triệu để các bác sở hữu chiếc xe này lăn bánh. Nhưng mà hiện tại đến bây giờ xe cũ xe nước đã qua sử dụng thì khoảng hơn 500 triệu một xíu các bác đã sở hữu ngay rồi. Đó. Chiếc xe thì mang ngoại thất màu trắng, mang biển số tỉnh, xe mới về nên em cũng chưa kịp rút hồ sơ. Nhưng mà chắc là trong ngày hôm nay hoặc ngày mai thì em Cường sẽ rút hồ sơ cho các bác thôi. Đó. Lại gần này, có những thay đổi lớn về hệ thống cụm đèn, có đèn bi, 4 đèn bi nét này. Giải đèn sáng ban ngày này. Cái giải đèn này ở bên ngoài thì nó không nhảy nhảy nháy như này các bác nhá, nên màn hình sẽ bị nháy. 8 cảm biến xung quanh xe. Mà các hàng trước thay đổi này. Ở phần đầu này thì có thể là vát xuống này. Đó. Nhưng mà về phần sau thì lại bo lên, khá đẹp, khá thể thao. Có những đường gân dập nổi, cứng cáp, khỏe khoắn. Đó. Bản 2.0 này thì có phần la răng này em cực kỳ thích luôn. Đó. Hơi đường rào một tí nhưng mà nhìn cứng cáp, cả bế sút lốp. Đây, má phanh đây ạ. Má phanh này nếu mà em dọn lên cực kỳ sáng các bác nhá. Kỳ sáng. Xe này em mới dọn qua nó đánh bóng và rửa qua khoang máy, nội thất còn chỉ hút bụi không thôi. Thì em Cường muốn đưa lên cho các bác xem về một chiếc xe. Mộc thì cũng phải là mộc nữa, nhưng mà về nội thất thì nó còn nguyên như thế. Anh chủ cũ như nào thì em để như thế để em quay. Đó. Anh chủ đã bọc cái này, cái carbon này để chống xước. Tay nắm cửa. Có cửa sổ trời bản 2.0 mà. Đó. Bản 2.0 thì mâm 17 inch, còn những bản khác thì là mâm 16 inch các bác nhá. Về hệ thống cụm đèn đằng sau này có một cái tia đây, giống một tia sét này. Đấy. Thiết kế khá mới nạ. Ở phần đuôi xe cũng thế. Camera nùi thì được tích hợp ở đây rồi. Mở cốp thì ở đây. Đó. Những cái chữ này Elantra bản GNS 2.0. Những cái ốp này. Đó. Cốp khá rộng. Đây, lốp sơ cua. Lốp sơ cua thì đã hạ một lần rồi các bác nhé. Đây, vẫn còn đết nốp này, vẫn còn những cái chi tiết mới nhưng mà đã bị hao mòn rồi. Những cái đinh tán này. Ở vẫn cũng hàng C, chiếc xe này khá là ăn khách ở thị trường xe cũ các bác ạ. Tại vì giá trị của nó hợp với ví tiền. À, các bác, có bác thì thích xe ô tô giờ nó chung chung một tí, cứng cao một tí. Nhưng mà Elantra thì phù hợp với những anh em là trẻ trung, năng động, thể thao hơn. Đó. Đa phần là anh em bán trong hãng, anh em bảo như thế. Thì em cũng được góp nhặt một tí, thì có thể là chia sẻ cho các bác. Đây, nội thất thì hai màu, màu đen và màu kem. Kem này là kem tối các bác nhá. Còn xe ô tô là kem sáng. Đây, những cái vết bẩn này. Tay, khi mà tay mình mở, đóng cửa ấy, thì nó sẽ có bám vào đây. Thì em Cường chắc chắn sẽ dọn cho các bác để sạch sẽ hơn. Và bên trong đây, ghế hàng ghế sau này, khá là căng. Xe gia đình, xe biển tỉnh. Xe biển tỉnh nhưng mà anh chị ý sống ở Hà Nội nên là xe chỉ đi trong Hà Nội và về tỉnh. Đây, có bộ thảm sàn này. Những cái ốp này, chống xước ở cái phần nhựa này các bác thấy nhá. Nếu mà không ốp cái này thì nó sẽ bị xước như thế này này. Đó. Cũng khá là giữ gìn. Lên trên đi thì em cho các bác xem này, những cái option của chiếc xe này có những cái gì nhá các bác nhá. Đó. Trước qua thì chúng ta xem qua một phần cánh cửa lái này. Chiếc xe 1.8. Khá cứng. Một chút xước sắt nhỏ nhỏ này.
ghế chỉnh điện 10 hướng. Xe này thì tí nữa em sẽ chụp ảnh các bác nhá. Em đã chuẩn bị máy ảnh ra đây rồi, chụp ảnh để trình làng cho các bác xem. Các bác nào có quan tâm có thể là qua Zalo của em, số điện thoại là 0964 770 828. Các bác kết bạn với em để được xem những chiếc xe, tham khảo những chiếc xe đã qua sử dụng. Phần vô lăng của xe 1.8 đây ạ. 18.602 km. Vô lăng này đó, 1.8 thì không có sự hao mòn gì quá nhiều rồi. Có đôi cân trôi tăng giảm lực đàm thoại tay tích hợp trên vô lăng rồi. Vô lăng này đánh lái cực kỳ nhẹ các bác nhá, cực kỳ nhẹ luôn. Đèn auto, gạt mưa auto. Ở trên cái phần bảng đồng hồ này thì có những cái sợi carbon này. Và đây 4 triệu lái thì em bật cho các bác xem luôn nhá. Đấy, Eco, Sport, Smart và Normal. Đi phần trên này có những cái carbon này, dán này. Đẹp. Một tâm nô của xe đây. Khá là mới. Màn hình ấy tuy có nhỏ nhưng mà tích hợp đầy đủ những cái thứ cần thiết cho các bác rồi. Ăn điểm nhất ở trên chiếc xe này không phải đèn start stop, không phải là vô năng đánh lái nhẹ, mà nó là cái hệ thống điều hòa các bác này. Hệ thống điều hòa hai vùng độc lập các bác nhá. Đây có sạc không dây. Cổng USB, cổng sạc 12V. Cần số của xe đây ạ. Khá là mới. Có sưởi ghế hai ghế này. Đó, có sưởi vô lăng này, chế độ lái này. Cảm biến xung quanh xe này, chống va chạm này. Ghế phụ của chiếc xe thì các bác ơi, khá là căng. Xe 1.8 mà. Không còn gì mà bán cãi nữa rồi. Có cửa sổ trời. Trần khá sáng. Đây thì lại chưa có kính, kính chỉnh điện này, chống trơn trượt này. Về Hyundai, về Elantra, những cái phiên bản cao như này thì trang thiết bị và option trên xe thì nó làm miên man các bác nhá. Đó. Cửa gió điều hòa. Có mạng chrome rất là sáng. Em Cường cho các bác xem qua về phần khoang máy của chiếc xe 2.0. Đây. Đây là khoang máy của chiếc xe đã dọn rồi các bác nhá. Đây các bác xem qua về những cái con ốc ở phần lắp cabo. Keo chỉ luôn. Bên em thì cam kết chất lượng bằng văn bản cho các bác, đó là không đâm đụng, ảnh hưởng tới kết cấu, không gầm chassis, không gầm nước, không bổ máy, tháo máy, hạ máy của xe. Cam kết bằng văn bản nên là các bác có người nhà mà quen biết xem xe thì là có thể là dẫn người nhà theo để xem xe, hoặc là những cái cơ sở gara mình quen biết ấy. Hoặc cái thứ ba nữa là các bác có thể đưa ra hãng để check xem lịch sử của chiếc xe này có phải đúng như em Cường nói không nhá. Đó. Chiếc xe này thì có lịch sử phiếu bảo dưỡng 2.1 vạn. Đó. Đi khá là ít. Các bác nào đang có quan tâm đến chiếc xe Elantra này thì có thể là ghé qua em Cường xem xe, lái thử và trải nghiệm miễn phí nhá. Chỉ hơn 500 triệu một xíu thôi. Em Cường đang hỗ trợ chiếc xe này có một cái giá tốt nhất cho các bác. Thì lời cuối cùng thì cho em Việt Cường xin phép kết thúc video ở đây. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bác trong những video tiếp theo.